anh nhở, nó đi ra đến kia, thằng kia nó đi ra đến kia mà. Bãi rộng, bãi đáy luôn. Chắc phải ra là chúng ta sao tiêu xanh kia thì nó ra sâu. À, có một trong kia ép. Bây giờ nó đang làm bè nuôi cá kìa. Ơ, ờ, hồ này câu được đúng không? Ngày trước có bè ao ở trong kìa. Nhưng mà hồ này bây giờ mình câu được đúng không? Ừ. Không, câu được thì ao. Hồ này nó đang thả cá à? Nó thầu mà. Nó rộng lắm, nó đi tít tít tít. Tưởng nó chỉ nuôi cá ở trong bè kia thôi mà nó cũng thả. Ngày trước nó làm hồ câu rồi. Ừ. Đây anh trả đường lên đồi còn gì nữa. Đây vợ anh Vy bảo ấy, đây toàn đồi xẻ ra để làm đường làm nhà đây rồi, có mặt tập mái rồi. Ừ đấy, tập đây thì này gần đây sắp vào nhà. Ao ngoài ngoài. Chịu chiến anh em. Chắc chưa em ơi? Cái gì nó vừa kêu đấy? À đó, em nhìn lại. Mười kg mồi. Bảy đâu? Thơm thế. Tầm này mà có khoảng tầm 2 ngày mà không có gì là bốc ăn luôn này. Ừ, nó toàn đồ sạch mà. Thôi được rồi, không sao. Thì cứ ném vào chỗ đấy đi em ạ, cho căn cứ đi ông tí dê vào đấy. Dạ, nó phết đi chứ. Em hết tầm thì sợ gãy phao. Em sợ không phải, em sợ nó ra quá, nó bị trôi mẹ ra ngoài. Cái này nó hôm nay hết nước thì nhít. Dựa phao. Có chấm trắng. Ừ, có chấm trắng. Có, chắc có. Ui, gần quá rồi. Ngon rồi. Đúng chỗ đấy. Còn mấy cục đấy, còn hơn chục cục đúng không? À. Rồi, tới đây thôi mày. Mày cái gì vậy? 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 Không sao, không sao. Em phát bung hẳn cái tay ra thế. Chứ phụ hẳn tay ra phải ra được ngoài. Ủa, khác gì từ chiều. Nó lên mè đầu tiên đấy. Rùa. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Còn đầu tiên, con đầu tiên. Đầu tiên rồi á. À, chấm trắng. Chấm trắng hay trôi? Trắng.
loại này lâu lắm rồi. Chấm. À thế mà chua này là ngon rồi. Được thế là ổn rồi. Cân tá. Cứ làm vài ngày con như này. Ôi hồ 50 ông ấy làm con cân 8 rồi. Hồ 50.000 này. Không được cảm giác này. Ông bà vừa ông bà vừa lo mãi là sợ lấy không được con nào về đi không mệt à. Ông bà không phải ta đi mượn lưới cho chiều mà đánh khỏe ai kìa mấy con mẻ lủi rồi góc rồi lừa lừa lồi lên đi vợt đấy tầm này ngửa lên là xúc được chua hay chấm nhỉ chấm trắng cho nước vào thùng à hay là không xích mẹ đi cho nó sống lâu chứ anh nhỉ đúng rồi xích cắm mẹ đang kìa có dây không đúng trúng mồm à trúng mồm quả đấy mà thấy hụt thế là ăn điểm thôi nó cũng hụt nhéo nhầm nhầm đúng lưỡi cắm ngon ngon đây còn nuôi đéo đâu mà nhấc cái đấy đây nó nhảy một phát đây thì đúng là chả đúng chấm ống đấy chấm ống đây chả còn nuôi rồi đây thì mà tự nhiên phải biết đâu ủa mùi anh tâm huyết thế mà không cho anh con nào năm ngoái ông bảo là cái hôm này ở đây cho mở cống của anh mới để cho cá sao ngài làm gì thì làm thì tí đừng lại ôi thôi nhá giống hôm mà trên hồ Lâm Trường thế còn năm cân đấy đấy một chén anh sợ hơn con đấy hơn 5 cân cái bụng nó hôm con nó có bụng đây nhá anh em nhìn rõ ràng chứng kiến cho tôi đây nhá này mà nó còn bị mẹ ối rồi từ lúc nãy là chưa lắp vợt nên là nó cá không lắp vợt nó mới được cá chưa phải nhiều con nữa không mắc được đâu. Đấy, chủ hồ anh em nhá. Chủ hồ 50 nhá. Chủ hồ đây anh em nhá. Đấy. Vớ vẩn để chấm đen đấy. Ôi, trôi gấu, trôi gấu. Ôi giời ơi. Máu lồn này. Ôi, trôi gấu. Nói theo ông chủ hồ 50.000 này vỡ hết cả mồm rồi. Trôi. Rui là cây. Chưa nổi.
vào mồm. Chạy vào đâu? Mày trôi khỏe thế. Con này không thể chạy đi đâu được. Ấy, từ từ không đóng vào tay nhá. Trôi xịn đấy. Tuột à? Ba cân rưỡi. Ôi. Ra thả tiền nhé em. Thả luôn mà dọ của anh Tuấn. Ra 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 cho mày cho mày luôn túi cá. Mặt tay thả lúc sau được con nữa. Ô, con này con chuối trắng em ơi. Ô, con chuối trắng. Chuối trắng này là ngon đấy. Mình nhìn tầm chấm. Chuối trắng luôn. Vật tư con này cầm cẩn thận, mang cái vật ra đây. Rồi, anh mở ra. Ôi, lâu lắm mới gặp được con chuối trắng to này anh em ạ. Chủ hồ 50 này vỡ mồm rồi. Chấm hay trôi đây. Đấy bạn nhớ không thì mày cầm cái kéo mày hỏi. Mày câu ai ổ gần nhau luôn mày hỏi. Ôi lại ra này. Thoải mái. Ô sợ. Cứ để đấy đi đâu ơi. Cứ để đấy đi đã. Tí nữa tí nữa tí. Vào đi, cho nó nổi lên rồi vào đi. Chấm chấm như người lớn nhá. Phành bụng rồi, chấm trắng. Từ mình chạy nhỏ. Một lưỡi thì sâu. Ngoài đấy. Đúng kiểu chấm ống đấy. Thôi bùng. Nhận hết chuyên nghiệp của anh. Anh em hết chuyên nghiệp đấy. Thằng Hưng trưa nay đã làm mất hai con chấm trắng đấy nhá. Chạy từ đằng vườn mít chạy về đấy. Đang định chửi mà. Cắm đầu. Trôi. Trôi trắng.
Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Anh lên cá vát đi, thằng em lên. Khóa máy. Khóa máy vào một tí. Ngoan rồi, chấm trắng. Ôi, vào chỗ đi. Vào chỗ đi vệ sinh, lội ngay. Đúng ra thì mày phải ba con rồi cơ. La 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 la. Ừ, chính xác. À, cho thả đi em. Thả đi cho nó có lộc. Ôi. Ồ, có 50.000 mà mấy anh em Hà Nội lên đánh toang hoang hết cả này rồi. Chết. Ồ, 50.000 các ông lên câu cá thế này thì. Ơ, cho em cho lốt con dưng kia vào chưa? Đấy đấy. Ở cái chỗ đấy. Ui, nhảy xuống đấy à? Kiểm tra cho còn thiếu gì không? Dọn đồ, siêu cút. Bắt được cả con ếch nha các cụ nha. Bắt được cả một con ếch luôn. Được mấy con mà? Và được một số cơ số ạ. Đấy. Bỏ cái túi ra gấp luôn và anh cho không đi. Hay là để cho đỡ nhảy xong một tí đã bỏ nắp đi để em cho sụp vào. À, để cho đỡ nhảy đúng con này. Con kia được lâu quá chấm. À, vẫn sống này. À, vẫn sống ấy. Chấm vẫn ạ. Trôi. Một trôi ban chấm.